vì sao 100% phiếu suy tôn Tô Lâm có được là nhờ tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Hội nghị Trung ương khóa 13 được tổ chức sáng ngày 3 tháng 8 để suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư. Có rất nhiều điều đáng bàn, dù với sức mạnh như chẻ tre, Tô Lâm vẫn không đạt được mục tiêu cao nhất là giành quyền Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Mục đích của Tô Lâm là muốn trở thành một người nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Trước hội nghị này, trên mạng xã hội đã có những phân tích và đồn đoán rằng phe tướng lĩnh quân đội dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ có biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc Tô Lâm sẽ giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Cũng như có một số động thái của Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư nhằm ganh đua với Tô Lâm trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Trước đó, trong các hội nghị Quân ủy Trung ương, Hội nghị Quân chính Toàn quân đầu tháng 7 năm 2024, vai trò của Tô Lâm khá mờ nhạt so với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thậm chí so cả với tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Không phải ngẫu nhiên vào thời điểm đó, báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của Quân ủy Trung ương liên tiếp có các bài viết, các tin tức liên tiếp liên quan đến việc cơ quan điều tra hình sự quân đội quyết tâm không bỏ lọt tội phạm hay việc lật lại hồ sơ tham nhũng của các doanh nghiệp tư nhân cấu kết với tướng lĩnh quân đội. Theo giới quan sát, đó là những động thái chủ ý của phe quân đội nhằm rung cây dọa khỉ về vụ việc liên quan đến tập đoàn Xuân Cầu, tập đoàn cá mập này do ông Tô Dũng làm chủ. Đây được cho là một doanh nghiệp gia đình do Tô Lâm đứng sau. Tập đoàn Xuân Cầu Holding bắt tay với công ty Cityland, sân sau của các tướng lĩnh quân đội, đã có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhưng tất cả các đồn đoán đều đã chật lấp khi lo quốc tang cho Tổng Trọng xong xuôi, thì Tô Lâm đã ngay lập tức bắt tay vào việc xác lập chức vụ Tổng Bí thư chính thức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13. Các bước đi của Tô Lâm được triển khai nhanh hơn so với mọi đồn đoán của giới thạo tin. Vào ngày 2 tháng 8, Bộ Chính trị họp thông qua nghị quyết tổ chức hội nghị trung ương bất thường để chính thức bầu Tổng Bí thư kế nhiệm. Ngay sau đó, trong vòng chưa đến 24 giờ sáng ngày 3 tháng 8, hội nghị trung ương đã chính thức khai mạc với tiêu đề Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 và không có chữ bất thường. Đây là dấu ấn đánh dấu kỷ nguyên mới của Đảng do Tô Lâm dẫn dắt và điều hành. Đó là lý do ông Tô Lâm bằng mọi giá phải trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa để nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mong muốn của Tô Lâm vẫn chưa thành hiện thực bởi nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan. Liên quan đến hội nghị trung ương kể trên, một câu hỏi được công luận đặt ra là vì sao địa điểm tổ chức hội nghị lần này lại là hội trường của Bộ Quốc phòng mà không phải là trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng số 1 Hùng Vương Hà Nội như vẫn thường tổ chức. Có nhiều ý kiến cho rằng hội trường của Bộ Quốc phòng là trụ sở quân đội nên vấn đề đảm bảo an ninh sẽ nghiêm ngặt và an toàn hơn. Đồng thời cũng đề phòng trường hợp xấu nhất nếu có thế lực nào đó không ủng hộ Tô Lâm mà tạo phản. Tuy nhiên, những giả thiết vừa kể trên cũng mang nặng tính âm mưu. Theo nguồn tin nội bộ của Thời báo.d, hội trường của Bộ Quốc phòng không có hệ thống bỏ phiếu bằng cách bấm nút. Vì thế, hình thức bỏ phiếu kín duy nhất có thể là theo cách truyền thống, các đại biểu phải bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu. Mục đích cuối cùng là để dễ gian lận khi kiểm phiếu. Kết quả màn trình diễn suy tôn tân Tổng Bí thư Tô Lâm đạt tuyệt đối 100% phiếu ủng hộ là nhờ như vậy. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin vì sao 100% phiếu suy tôn Tô Lâm có được là nhờ tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Vì sao Tô Lâm bị đánh giá không đủ phẩm chất, đạo đức và tư cách để làm Tổng Bí thư? Khác với Tổng Trọng, người được cho là bảo thủ, Tô Lâm được đánh giá là một người có năng lực và thực dụng. Ông không mấy quan tâm tới vấn đề học thuyết và chủ nghĩa cộng sản. Bài viết đầu tiên của Đại tướng Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư với tiêu đề quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh đã khiến công luận hết hy vọng ông sẽ mang lại một sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho sự phát triển của Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 8, tại Hội nghị Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư cho đến khi Đại hội 13 kết thúc, với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn khẳng định đây là một sự bất thường, vì trước đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để đảm trách cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Dựa trên những dấu ấn mà ông Tô Lâm để lại trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy, ông là người đóng vai trò chính trong nhiều vụ việc quan trọng liên quan đến vấn đề an ninh và chính trị của Việt Nam. Trong 8 năm, ông Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến năm 2024, phong trào vận động dân chủ, phản biện xã hội Việt Nam đã bị dập tắt không thương tiếc. Nhiều nhà hoạt động dân chủ và môi trường bị bắt, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được cấp phép cũng bị siết chặt. Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm đã xây dựng và thông qua luật an ninh mạng vào năm 2018 là điển hình cho vấn đề bóp nghẹt tự do ngôn luận và quyền biểu đạt của người dân cả nước. Từ khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an sau Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Tô Lâm đã để lại rất nhiều tai tiếng, kể cả đối ngoại lẫn đối nội. Mà trong đó, cụ thể, thứ nhất, ông Tô Lâm bị cáo buộc là người chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một người đang xin tị nạn tại Đức vào tháng 7 năm 2017. Chính quyền Đức khẳng định ông Thanh bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc. Theo cáo buộc của nhà nước Slovakia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sử dụng một chuyến công tác tới Slovakia để chỉ đạo bắt cóc vụ đẩy tai tiếng này. Thứ hai là một sự kiện tai tiếng trong nước, đó là vụ tranh chấp đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đầu năm 2020. Thay vì sử dụng luật dân sự để giải quyết tranh chấp đất đai, thì Bộ trưởng Tô Lâm sử dụng lực lượng 3.000 cảnh sát cơ động thực hiện cuộc đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sự kiện này dẫn tới 4 người bị chết, bao gồm cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, và 3 sĩ quan công an Việt Nam tham gia vụ tấn công này. Phiên tòa xét xử vụ án sau đó đã có 2 bản án tử hình cho các bị cáo là người thân của ông Lê Đình Kình, khiến công luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Thứ ba là ông Tô Lâm tham gia vào bữa tiệc thịt bò rắc vàng tại thủ đô London, Anh Quốc vào đầu tháng 11 năm 2021, khiến cho dư luận xôn xao. Đây là một bữa tiệc rất đắt đỏ diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại Việt Nam và người dân đang cực kỳ khốn khó và chết chóc khắp nơi. Trên mạng xã hội có thông tin cho biết ông Tô Lâm thích uống rượu Macallan 50 có giá lên tới 37.000 đô la một chai, tương đương một bữa tiệc thịt bò rát vàng. Cho nên, chủ lò Nguyễn Phú Trọng đã từng lẩy kiều để mỉa mai Bộ trưởng Tô Lâm rằng cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hảo. Chưa hết, Tô Lâm là công chức nhà nước với mức lương không quá 600 đô la mỗi tháng, vậy mà các con đều được sang Anh Quốc du học với học phí tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Những sự kiện tai tiếng trong thời gian Tô Lâm nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy lý do vì sao truyền thông quốc tế cũng như giới chức lãnh đạo cấp cao của Đảng nghi ngờ về phẩm chất đạo đức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao Tô Lâm bị đánh giá là không đủ phẩm chất đạo đức và tư cách để làm Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de